Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với nội dung bài giảng bộ môn vật lý chính. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại những kiến thức trong học kỳ 2. Chúng ta có hai phần, phần 1 là phần lý thuyết. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại những kiến thức trọng tâm trong học kỳ 2 thông qua hệ thống câu hỏi. Phần 2 là phần bài tập. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại các dạng bài tập sau. Dạng 1, bài tập về máy biến thế. Dạng 2, bài tập về thấu kính hội tụ. Chúng ta bước vào nội dung ôn tập phần lý thuyết thông qua các câu hỏi sau đây. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung câu hỏi số 1. Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín. Trình bày hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều. Thầy hướng dẫn câu trả lời số 1 này như sau. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là do số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên. Hai cách tạo ra dòng điện xoay chiều. Cho nam châm quay trước cuộn dây dẫn kín. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của nam châm. Chúng ta cùng nhau bước qua câu hỏi số 2. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung câu hỏi số 2. Dòng điện xoay chiều là gì? Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Mỗi tác dụng cho một ví dụ minh họa. Thầy hướng dẫn nội dung trả lời câu số 2 như sau. Dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luân phiên thay đổi. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều: tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ và tác dụng sinh lý. Để cho ví dụ của từng tác dụng của dòng điện xoay chiều, các em có thể linh hoạt tự tìm cho mình ví dụ minh họa nhé. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn một số ví dụ minh họa cho các tác dụng của dòng điện xoay chiều như sau. Ví dụ về tác dụng nhiệt. Dòng điện xoay chiều chạy qua bàn ủi làm bàn ủi nóng lên. Ví dụ về tác dụng quang. Dòng điện xoay chiều chạy qua bóng đèn làm bóng đèn phát sáng. Ví dụ về tác dụng từ, dòng điện xoay chiều chạy qua điện làm chuông kêu. Ví dụ về tác dụng sinh lý, thầy có thể cho một ví dụ như sau. Nếu sơ ý để dòng điện xoay chiều chạy qua cơ thể người thì sẽ làm cho các cơ bị co giật và có thể làm cho tim ngừng đập. Ta sang nội dung câu hỏi số 3. Trình bày cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của máy biến thế. Trả lời như sau. Cấu tạo của máy biến thế gồm hai cuộn dây có số vòng khác nhau, đặt cách điện với nhau. Một loại sắt có pha silic chung cho cả hai cuộn dây. Nguyên tắc hoạt động của máy biến thế dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Ta sang nội dung câu hỏi số 4. Đây là một câu hỏi khó, các em cần phải chú ý và lắng nghe nhé. Có thể dùng dòng điện một chiều không đổi cho máy biến thế được không? Vì sao? Trả lời như sau. Không thể dùng dòng điện một chiều không đổi cho máy biến thế. Vì dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ trường không đổi. Do đó, số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không biến thiên. Vì vậy, bên trong cuộn thứ cấp không xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều, nên sẽ không có hiệu điện thế xoay chiều. Ta sang câu hỏi số 5 như sau. Vì sao có sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện?
Nêu các cách làm giảm sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện. Cách nào có hiệu quả nhất và ta thực hiện cách đó như thế nào? Trong câu 5 này chúng ta có 4 ý, chúng ta đi lần lượt trả lời từng ý như sau. Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây tải điện, sẽ có một phần điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây. Có hai cách để làm giảm sự hao phí. Một là giảm R, hai là tăng U. Trong hai cách trên, thì khi tăng U, đây là cách hiệu quả nhất. Bởi vì khi tăng U lên N lần, thì công suất hao phí sẽ giảm đi N bình phương lần. Theo công B hao phí tỷ lệ nghịch với lại U bình phương, nên công suất hao phí này sẽ giảm đi rất là đáng kể. Và trong thực tế, để làm giảm cái công suất hao phí này, người ta thực hiện bằng cách người ta sẽ dùng máy biến thế để thực hiện điều đó. Ta sang nội dung câu hỏi số 6. Nêu đặc điểm của mắt cận. Để khắc phục, mắt cận phải đeo loại thấu kính nào? Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi số 6 như sau. Đặc điểm của mắt cận. Mắt cận nhìn rõ những vật ở gần, không nhìn rõ những vật ở xa. Các em chú ý từ nhìn rõ. Điểm cực viễn của mắt cận nằm gần mắt hơn so với mắt bình thường. Biện pháp khắc phục. Chúng ta cần phải đeo loại thấu kính phân kỳ để nhìn rõ được những vật ở xa. Ta sang nội dung câu hỏi số 7. Nêu đặc điểm của mắt lão. Để khắc phục, mắt lão cần phải đeo loại thấu kính nào? Chúng ta cùng trả lời như sau. Đặc điểm của mắt lão. Mắt lão nhìn rõ những vật ở xa, không nhìn rõ được những vật ở gần. Điểm cực cận của mắt lão nằm xa mắt hơn so với mắt bình thường. Biện pháp khắc phục. Mắt lão cần phải đeo loại thấu kính hội tụ để nhìn rõ được những vật ở gần. Chúng ta bước sang câu hỏi số 8. Để hạn chế tật cận thị, ta cần phải làm gì? Đây là một câu hỏi mở. Có rất là nhiều hướng để trả lời. Thầy gợi ý một số ý trả lời như sau. Để hạn chế tật cận thị, ta cần phải đọc sách và làm việc nơi có đủ ánh sáng. Phải cho mắt nghỉ ngơi khi mắt làm việc quá lâu. Ăn uống đủ chất. Đeo kính đúng độ khi bị cận thị. Và phải vệ sinh mắt thường xuyên. Ngoài ra, các em có thể tìm thêm những ý mà để trả lời câu hỏi số 8 nhé. Vừa rồi chúng ta đã kết thúc phần đầu tiên, đó là phần ôn tập lại nội dung lý thuyết trong học kỳ 2. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại các dạng bài tập mà chúng ta đã được học kỳ 2. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn dạng bài tập đầu tiên. Dạng 1, bài tập về máy biến thế. Trước hết, thầy xin nhắc lại công thức để chúng ta vận dụng khi giải bài tập về máy biến thế như sau. Công thức, chúng ta nhớ lại tỷ số U1 phần U2 bằng N1 phần N2. Trong đó, các đại lượng này, tên và đơn vị như sau. U1, hiệu điện thế, ở hai đầu cuộn sơ cấp, đơn vị là vôn. N1 là số vòng dây của cuộn sơ cấp, đơn vị là vòng. U2 là hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp, đơn vị là vôn. N2 là số vòng dây của cuộn thứ cấp, đơn vị là vòng. Chúng ta sẽ cùng nhau đi làm các bài tập để ôn lại công thức trên. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tập số 1. Đề bài cho như sau. Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 6.000 vòng, cuộn thứ cấp có 300 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp,
một hiệu điện thế xoay chiều là 220V, thì hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích đề bài. Ở phần công thức phía trên, chúng ta đã thống nhất giá trị nào của cuộn sơ cấp chúng ta phải ký hiệu là 1, còn giá trị nào của cuộn thứ cấp chúng ta ký hiệu là 2. Cuộn sơ cấp có 6.000 vòng, chúng ta ký hiệu như sau. Số vòng là N, cuộn sơ cấp chúng ta đặt ký hiệu là 1, N1 bằng 6.000 vòng. Tương tự như vậy, số vòng của cuộn thứ cấp là 300, chúng ta ký hiệu là N2 bằng 300 vòng. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp, hiệu điện thế là U, của sơ cấp chúng ta đặt là U1 bằng 220V. Như vậy đi tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp, chúng ta đi tìm giá trị là U2. Để giải bài tập dạng này, chúng ta sử dụng tỷ số của máy biến thế. Trước khi chúng ta sử dụng công thức, chúng ta đặt lời giải nhé. Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp là, chúng ta viết tỷ số của máy biến thế U1 phần U2 bằng N1 phần N2. Ở đây chúng ta đang tính giá trị của U2, các em có thể dùng tay che lại giá trị U2 nhé. Như vậy chúng ta còn lại 3 đại lượng, chúng ta sẽ thực hiện theo quy tắc nhân chéo chia ngang. Thầy nhắc lại, chúng ta sẽ thực hiện theo quy tắc nhân chéo chia ngang để chúng ta suy ra được công thức tính U2. Vậy U2 sẽ bằng là N2 nhân U1 chia cho N1. Thay các giá trị tương ứng ở phần tóm tắt vào, các em dùng máy tính bấm máy và ra được kết quả là 11V. Bài tập số 2, người ta dùng máy biến thế để giảm hiệu điện thế từ 220V xuống còn 3V. Biết cuộn sơ cấp của máy biến thế có 1.100 vòng, tính số vòng của cuộn thứ cấp của máy biến thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đề bài. Với hai giá trị 220V và 3V, trong đề bài hiện giờ chưa cho chúng ta từ ngữ đâu là cuộn sơ cấp và đâu là cuộn thứ cấp. Tuy nhiên, trong câu đầu tiên, các em chú ý một từ, đó chính là từ giảm. Như vậy, theo như dữ kiện của đề bài, đây là máy giảm thế hay còn gọi là máy hạ thế. Mà theo như phần lý thuyết, nếu như đây là máy giảm thế, thì giá trị U2 phải nhỏ hơn giá trị U1. Với đặc điểm đó, chúng ta có thể tóm tắt như sau. U1 phải là 220V, U2 phải là 3V. Câu tiếp theo, các em có thể tự tóm tắt như trong bài 1. Cuộn sơ cấp là N1 có 1.100 vòng. Từ đó chúng ta sẽ đi tính giá trị N2, chính là số vòng dây của cuộn thứ cấp. Bài giải tương tự như là bài giải số 1. Chúng ta sẽ đặt lời giải và viết ra tỷ số của máy biến thế. Lời giải số vòng của cuộn thứ cấp là, chúng ta viết tỷ số ra. Cách làm tương tự, các em hãy dùng tay che N2 trong công thức chính. Ba đại lượng còn lại ta thực hiện theo quy tắc nhân chéo chia ngang. Sau đó chúng ta thay giá trị vào, chúng ta tính được số vòng của cuộn thứ cấp, kết quả là 15 vòng. Đây là dạng bài tập tương đối dễ. Các em có thể cùng nhau ôn lại và làm lại các dạng bài tập tương tự trong sách giáo khoa và trong nội dung ôn tập. Các em nhé! Chúng ta tiếp tục sang dạng bài tập. Đó là dạng bài tập về thấu kính hội tụ. Trong dạng bài tập này, thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em cách vẽ hình, cách nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Từ đó giúp cho các em dùng hình học để tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính hội tụ và tính được chiều cao của ảnh khi chúng ta gặp bài toán. Thầy minh họa bằng bài tập như sau, các em cùng theo dõi. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập số 3. Vật sáng AB được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Vật AB cách thấu kính một khoảng 36 cm như hình vẽ. Biết vật AB cao 2 cm. Câu A, dựng ảnh A'B' của vật AB qua thấu kính
và nêu đặc điểm của ảnh A'B'. Câu B, tính chiều cao ảnh A'B' và khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Các em có thể nhìn lại đề bài cũng như nhìn hình vẽ để chúng ta biết được các giá trị tương ứng với các độ dài đoạn thẳng trên hình vẽ như sau. Các em chú ý, thấu kính này có tiêu cự là 12 cm. Như các em đã biết, tiêu cự của thấu kính trên hình vẽ đó chính là đoạn OF và đoạn OF phẩy. Hai đoạn thẳng này độ dài của chúng bằng nhau, vậy giá trị xem như đề bài đã cho đoạn OF bằng với đoạn OF phẩy bằng 12 cm. Vật sáng AB cách thấu kính một khoảng 36 cm. Quan sát trên hình vẽ, các em thấy rằng vị trí AB, A là chân của vật sáng AB. Như vậy, khoảng cách từ vật AB đến thấu kính đồng nghĩa với việc đề bài đã cho chúng ta độ dài đoạn OA bằng 36 cm. Còn chiều cao vật AB, trên hình vẽ, chiều cao của vật chính là đoạn thẳng AB. Như vậy, giá trị đã cho là 2 cm. Với giá trị trên, các em có thể đi trả lời câu A như sau. Thầy sẽ hướng dẫn lại cho các em cách diện ảnh A'B' của vật sáng AB qua thấu kính. Đầu tiên, các em đi vẽ trục chính delta. Tiếp theo, các em đi dựng thấu kính hội tụ vuông góc với trục chính tại quan tâm O. Trong trường hợp này, các em chia tỷ lệ như sau. Các em sẽ nhìn thấy OF, độ dài đoạn OF bằng 12 cm, độ dài đoạn OA bằng 36 cm. Với hai con số này, chúng ta có thể chọn tỷ lệ để chia trên trục chính như sau. Một đoạn chúng ta có thể chia tương ứng với lại 12 cm. Như vậy, OF bằng 12, chúng ta chia một đoạn, vậy chúng ta có được hai điểm F và F phẩy nằm đối xứng với nhau qua quan tâm O. Độ dài OF bằng độ dài OF phẩy bằng 12 cm. Một đoạn là 12 cm, vậy 36 cm các em phải chia làm 3 đoạn tính từ O đo ra. Một đoạn, hai đoạn và ba đoạn, chúng ta đi vẽ vị trí của vật AB. Bây giờ chúng ta sẽ đi vẽ ảnh A'B' bằng cách như sau. Từ B, chúng ta vẽ tia tới BI song song với trục chính tại điểm là Y. Từ Y này, chúng ta vẽ tia ló. Tia ló từ Y này, chúng ta nối với F' để chúng ta có được tia ló. Cũng tại điểm B này, chúng ta cho tia tới đi qua quan tâm O của thấu kính. Theo như đặc điểm, khi tia tới đi qua quan tâm O thì sẽ cho tia ló tiếp tục truyền thẳng. Như vậy, ở phía sau, hai tia ló cắt nhau tại một điểm, đó chính là vị trí B' của chúng ta. Từ B' này, chúng ta sẽ hạ một đường vuông góc với trục chính delta và mũi tên hướng về điểm B'. Đường này phải vuông góc với trục chính delta và chân đường vuông góc chính là vị trí A'. Như vậy, khi các em hạ được đường vuông góc và cho mũi tên đầy đủ, các em đã dựng được ảnh A'B' đang tạo bởi vật sáng AB. Và trong quá trình vẽ hình, các em chú ý các ký hiệu. Đã gọi là tia tới thì mũi tên phải đi vào thấu kính. Đã gọi là tia ló thì phải có mũi tên từ thấu kính đi ra. Và các em chú ý mũi tên tại vật sáng AB và mũi tên tại ảnh A'B'. Và các ký hiệu vuông góc tương ứng để chúng ta sang phần B để chúng ta xét trường hợp các cặp dạng. Bây giờ chúng ta đi nêu đặc điểm ảnh A'B'. Quan sát hình vẽ, các em nhận thấy rằng ảnh A'B' có 3 đặc điểm sau đây. 1. Đây là ảnh thật. 2. Ảnh A'B' đang ngược chiều với vật sáng AB. 3. Kích thước của ảnh A'B' đang nhỏ hơn vật sáng AB của chúng ta. Như vậy, chúng ta đã trả lời xong câu A nhỏ.
Bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang câu B nhỏ, các em cùng theo dõi. Trong câu B này, chúng ta sẽ dùng kiến thức hình học để tính chiều cao của ảnh A'B' và khoảng cách từ ảnh A'B' đến thấu kính. Ở đây chúng ta cần hiểu, với hình vẽ trên, chúng ta sẽ cần tính độ dài đoạn thẳng nào. Thứ nhất, tính chiều cao của ảnh A'B'. Các em quan sát hình vẻ, đây là đoạn A'B' của chúng ta, nghĩa là chúng ta cần tính độ dài A'B' bằng bao nhiêu cm. Ý số 2 là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính. Đây là vị trí ảnh A'B'. Đến thấu kính nghĩa là đến quan tâm O. Đến quan tâm O, vì vậy chúng ta đi tính độ dài đoạn OA' bằng bao nhiêu cm. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau để giải phần câu B này nhé. Các em cần theo dõi trên hình vẽ, vì trong bài này chúng ta sẽ sử dụng các cặp tam giác đồng dạng. Chúng ta xét cặp tam giác đồng dạng thứ nhất như sau. Tam giác OAB, các em cùng theo dõi trên hình vẽ. Ở vị trí con chuột thầy chỉ OAB đang đồng dạng với tam giác OA'B'. Đây là bộ môn vật lý cho nên các em không cần phải chứng minh hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp nào, mà các em chỉ cần chỉ ra hai tam giác này đã đồng dạng trong trường hợp là góc góc như kiến thức hình học các em đã học. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được tỷ số đồng dạng như sau. OA phần OA' bằng AB phần A'B', chúng ta sẽ có được biểu thức số 1. Chúng ta sẽ cặp tam giác đồng dạng thứ hai như sau. Đó là tam giác F'OI đồng dạng với tam giác F'A'B' trong trường hợp góc góc. Chúng ta có được tỷ số đồng dạng tương ứng như sau. F'O phần F'A' bằng OI phần A'B'. Mà độ dài đoạn OI chính là bằng độ dài đoạn AB của chúng ta, vì tứ giác OABI là hình chữ nhật. Như vậy kết hợp biểu thức số 1, số 2, số 3, chúng ta có được tỷ số như sau. OA phần OA phẩy bắc cầu sẽ bằng với OF phẩy phần F phẩy A phẩy. Các em cùng nhìn lên hình vẽ để tìm quan hệ của đoạn F phẩy A phẩy nhé. F'A' như trong cái quan hệ trên hình vẽ thì F'A' sẽ bằng độ dài đoạn OA' trừ đi cho độ dài đoạn OF'. Các em thay vào trong biểu thức này nhé. Từ đó các em thay giá trị của OA bằng 36 cm, OF' bằng 12 cm vào trong biểu thức. Các em quy đồng khử mẫu, chúng ta có được kết quả như sau. 36 nhân OA phẩy trừ cho 432 bằng 12 nhân OA phẩy. Chuyển vế chúng ta còn được 24 OA phẩy bằng 432. Chúng ta suy ra được OA phẩy bằng 18 cm. Như vậy chúng ta đã có được OA phẩy, đó chính là khoảng cách từ ảnh cho đến thấu kính. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tính chiều cao của ảnh A phẩy B phẩy nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thay giá trị của OA phẩy, giá trị đoạn OA và đoạn AB vào trong biểu thức số 1. Ta thay OA bằng 36 cm, OA phẩy bằng 18 cm và AB bằng 2 cm. Từ đó chúng ta sẽ tìm được giá trị A phẩy B phẩy, thực hiện theo quy tắc nhân chéo chia ngang, chúng ta tính được giá trị A phẩy B phẩy bằng 1 cm. Sau khi các em tính được A'B', chúng ta phải kết luận ở phần câu B như sau. Vậy ảnh A'B' cao 1 cm và cách thấu kính 18 cm. Như vậy vừa rồi, thầy đã hướng dẫn cho các em cách vẽ hình, cách nêu đặc điểm của ảnh A'B', từ đó giúp cho các em sử dụng kiến thức hình học để tính được chiều cao của ảnh A'B' và khoảng cách từ ảnh AB' đến thấu kính. Thầy mong rằng các em sẽ tự làm lại để cho chúng ta vững hơn về cách trình bày nhé. Từ đó các em sẽ có thể làm được các bài tập ở phần tiếp theo.
Chúng ta cùng tìm hiểu bài số 4. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của bột thấu kính hội tụ có tiêu cự 16 cm, vật cách thấu kính 24 cm và vật AB cao 2 cm. Câu A vẽ hình và nêu đặc điểm của ảnh. Câu B tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính hội tụ và chiều cao của ảnh. Câu C thầy cho mức độ nâng cao. Muốn ảnh A'B' là ảnh thật nhỏ hơn vật AB 2 lần thì phải di chuyển vật AB lại gần hay ra xa thấu kính hội tụ, di chuyển AB một đoạn bằng bao nhiêu cm. Với câu A và câu B, các em có thể tương tự và làm theo như hướng dẫn trong bài số 3. Ở câu C, các em sẽ tìm hiểu thêm ở phần kiến thức mở rộng ở trên các trang mạng xã hội để chúng ta có thể tìm được các phương án trả lời cho câu C nhé. Thầy cho các em đáp số trong câu B và câu C để các em có thể tra lại kết quả trong bài làm của mình. Vừa rồi thầy đã hướng dẫn cho các em ôn tập lại nội dung phần lý thuyết và ôn tập lại các dạng bài tập đã được học trong học kỳ 2. Với phần nội dung trên, thầy muốn các em hãy học thuộc các câu hỏi trong phần ôn tập. Các em cần phải làm lại các dạng bài tập đã ôn, cũng như các dạng bài tập trong nội dung ôn tập. Từ đó, các em cần phải ôn tập thật kỹ, cần phải chuẩn bị kiến thức thật vững chắc để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra trong học kỳ 2. Thầy cảm ơn các em học sinh đã theo dõi và lắng nghe. Chúc các em luôn khỏe mạnh, luôn học tốt và chuẩn bị phần kiến thức thật kỹ để chúng ta đạt được kết quả cao nhất trong kỳ kiểm tra học kỳ 2. Thầy chào tất cả các em.